Hôm nay là ngày 2 tháng 1 nha các bạn, năm 2023. Thì hôm nay thì rảnh rỗi thì Tiến cũng làm một cái video quay lại cái khung cảnh mà di chuyển từ khu đô thị Him Lam đi qua khu biệt thự ven sông Tân Phong quận 7. Thì mình sẽ làm cái phim tư liệu hình ảnh nó mộc mạc, nó thật hơn để cho các bạn xem trên khung hình và để biết cách được mình di chuyển về khu ven sông như thế nào các bạn. Đây là quán cà phê Highland ngay góc ngã tư được Nguyễn Thị Thập giao với lịch đường Hoàng Trần Mậu các bạn. Còn đây là công ty bất động sản Nam Group. Chúng ta cùng di chuyển trên màn hình này để cho các bạn coi là chúng ta di chuyển như thế nào để các bạn dễ hình dung. Thì mình sẽ di chuyển qua tới bên đó rồi mình sẽ nói tiếp nha các bạn. Đây là cái đường Hoàng Trần Mậu, là đường D1 bây giờ đổi tên là Hoàng Trần Mậu các bạn nha. Thì bên Him Lam thì di chuyển về Sadeco Văn Sông rất là gần. Thì từ bên này chạy qua bên kia khoảng 5 phút các bạn. Mình trên phim thì mình không thể chạy nhanh được, mình phải di chuyển chậm để cho các bạn cảm nhận để coi trên của mình. Chứ mình chạy nhanh thì tầm chừng 3 phút là tới à. Cho nên thì tính sẽ di chuyển chậm. Đây là đường D1 các bạn, để các bạn coi là những cái phim mà phim này sẽ không render, phim này sẽ quay vui thôi để cho bạn coi là cái cách di chuyển từ bên Him Lam đi về bên ven sông đi con đường nào và xe cộ cũng như là đường xá như thế nào cho bạn coi và ghi hình lại những cái hình ảnh đẹp tại khu ven sông. Hôm nay thì sẽ làm những cái ký sự ngoài trời và những cái thước phim tại những cái cung đường để up thẳng lên nền tảng YouTube chứ mình không có render nha các bạn. Là chúng ta cùng di chuyển nha. Đây là cái đường D1 nối dài và bây giờ đổi tên là Hoàng Trần Mậu đó các bạn. Nối dài chúng ta sẽ di chuyển qua khu ven sông bằng cái cung đường này, cung đường chạy dọc bờ sông đi thẳng qua khu ven sông. Đi về khu ven sông thì nó có nhiều hướng đi nha các bạn. Các bạn có thể đi từ chỗ bên khu Cung Sơn đi qua cũng được, hoặc là đi từ bên Nguyễn Văn Linh đi qua cũng được. Nhưng mà đa số tính thấy là mọi người đều đi cái hướng này nhiều nhất, đi từ Him Lam qua. Thì nó không có xe cộ, xe lớn, xe tải, xe nhiều. Đường này thì nó ít xe hơn và nó an toàn hơn, nó đẹp hơn. Những cái phim này thì nó ghi lại những cái hình ảnh thật 100%, không render như bạn. Cho nên thì Tính cũng làm những thể loại này phóng sự ký yếu này nhiều hơn để đưa lên cho nó thật. Trong quá trình làm phim thì khách hàng nói là đi qua khu này như thế nào không hình dung, cho nên thì mình hiểu được cái nhu cầu của người mua hàng, người ta mong muốn cái gì mình phải làm như vậy các bạn. Hôm nay thì buổi trưa có tí nắng, mình tranh thủ mình quay lại những cái hình đi di chuyển từ bên đô thị Him Lam qua khu biệt thự ven sông Tân Phong quận 7 như thế nào cho các bạn xem. Đây là cầu Ông Lớn các bạn. Cái cầu này thì nó kết nối giữa quận 7 với quận 8 và đi vào khu Trung Sơn. Rẽ bên tay trái là chúng ta đi ra trường đại học RMIT nè. Chúng ta đi thẳng qua là đi qua cái khu dân cư ven sông. Thấy không, mình chạy chậm qua tới đây cái 5 phút à, rất là gần. Trên màn hình các bạn thấy cái thời gian timeline nó chỉ có 5 phút, nếu mà các bạn chạy nhanh chỉ có 3 phút là tới các bạn nha. Mình chạy chậm mình quay phim cho nên chỉ là 4 phút à. Bây giờ chúng ta tới khu dân cư bên sông rồi các bạn, chúng ta rẽ bên tay phải vô nha. Đây là cái hãng Honda Sài Gòn quận 7 khu Mỹ Hưng, đặt trước cổng vô khu biệt thự ven sông Tân Phong quận 7. Bây giờ chúng ta đi một vòng rồi chúng ta sẽ đi vô những cái con đường nội khu cho các bạn thấy là cái khu này như thế nào, nó có an ninh hay không, nó có đáng sống hay không. Nói chung đó là nó ở đây đó, có rất là nhiều hướng rẽ vào, cho nên thì Tiến sẽ chạy dọc cái bờ sông trước cho các bạn coi, và mình sẽ dừng lại từng khu nào, chỗ nào đẹp mình dừng lại mình nói. Trường đại học RMIT các bạn, cái đối diện này là trường đại học RMIT nè. Chúng ta đang lưu thông với đường số 2 và chúng ta bây giờ đi qua trục đường số 1. Ở bên này được cái là cây xanh công viên rất là nhiều các bạn, sông nước bao quanh luôn á. Hôm nay thì cũng còn nghỉ Tết cho nên thì vòng vòng cũng làm mấy cái phim tư liệu live này cho nó có thêm phim cho mọi người coi. Còn đây là cái đường số 8. Trục đường này thì là trục đường nội khu, có lộ giới lớn nhất của khu này. Giá trị nhà đất của khu này thì con đường này thì nếu mà loại 5/18 đang giao dịch ở mức là 170, 180 đến 190 triệu một mét vuông các bạn. Chúng ta di chuyển lên bờ sông các bạn nha. Ở đây được cái là công viên cây xanh rất là nhiều. Ta dừng ở đây tí ha. Ở trong này Tính có một lô đất đang bán với giá là 135 triệu một mét vuông các bạn. Cái lô nền đó là 252 mét vuông. Mình dừng đây mình di chuyển tí rồi mình đi vòng vòng cái khu khác các bạn nha. Đây là cái công viên bờ sông, ngay chỗ đường số 2 bọc qua đường số 12, ngay góc cua này. Đường số 12 là đường nó rộng nhất ở đây. Bạn coi nè, những cái nhà phố bên này nó vậy. Đó, mà thấy sông nước ngoài đó kìa, rõ máy. Rồi bây giờ chúng ta di chuyển lên phía trên nè. Ở đây được cái là cái công viên, cây xanh, cỏ, sông nước nó đẹp đó các bạn ơi. Hôm nay nghỉ lễ Tết, nghỉ bù cho nên thì chưa quay lại bán hàng các bạn. Hôm nay thì tranh thủ làm những video live và phát sóng trực tiếp trên kênh luôn. Mình không có render các bạn. Thì mỗi ngày cũng mong muốn đi nhiều khu dân cư, quay những cái video này đưa lên nền tảng internet để cho mọi người có thể xem được cái khu dân cư Sadeco ven sông nó đẹp như thế nào. Và trong thời gian tới thì cũng cố gắng làm nhiều khu dân cư khác. Mình cố gắng mình sẽ quay. Đây là cái chỗ mà công viên nhìn ra bờ sông đẹp các bạn. Đây thật là yên bình các bạn nhé. Nếu mà các bạn quan tâm đến nhà đất khu biệt thự ven sông Tân Phong quận 7 thì liên hệ cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509 nha các bạn. công viên ngay chỗ đường số 12. View đẹp, mình sẽ dừng đây mình quay tí các bạn. Vị trí này thì nó đẹp. Đây là cái con đường mà đẹp nhất cái khu này các bạn. Những cái thước phim này thì nó ghi lại nhịp sống ở đây thì nhìn nó thực tế hơn. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái chỗ bờ sông mình cho các bạn coi. Cái căn biệt thự ngay chỗ mà mới ông kia ông đốt cái tiền Nhật Mã là ông mới sửa lại, ông mua được 88 tỷ gì rồi các bạn. Trong thường ở đây các bạn, cái hoa giấy đẹp ghê á. Đây là cái con đường mà có cái view nhìn ra sông đẹp nhất khu biệt thự ven sông. Ở bên con đường này thì giá trị nhà đất đang giao dịch ở mức là 200 triệu đến 210 triệu một mét vuông các bạn. Mình sẽ đi ra chỗ này cho các bạn coi cái sông. Cây hoa phượng này thì mùa này nó không nở, tới hè thì nó nở đẹp lắm. Bữa nay hè lại mình sẽ quay lại đây mình quay. Chúng ta di chuyển ra bờ sông nè, chỗ này thì có một cái vòng hoa. Hoa giấy hôm nay thì nó không có nở nhiều chứ nó nở nhiều đẹp lắm mà. Chỗ này thì được người ta xuống đây phóng sinh, thả cá. Sông này là gọi sông Ông Lớn nha các bạn. Giờ chúng ta di chuyển lên phía trên và đi di chuyển vào bộ khu. Nói chung đó là Tiến sẽ cố gắng ghi hình lại những cái thước phim mà bằng cái chế độ nét 5K luôn cho các bạn coi trên cái nền tảng YouTube, và coi những cái hình ảnh nội khu cũng như là công viên bờ sông và những cái nhà khu này như thế nào. Bây giờ mình sẽ dọc đi bộ các bạn. Đây là cái cung đường mà được nói là đẹp nhất ở đây. Rất là nhiều hoa, nhiều nhà đẹp. Với cái mảng view mà tầm nhìn nó rộng. Và nó có sông, tiếp giáp với sông nhiều nhất. Và có một cái vòng cung. Ở đây thì rất là nhiều người đến đây đi dạo bộ cũng như là tập thể dục, picnic. Thì ngay chỗ này các bạn, ngay cái bar này mà Tiến cũng có một cái lô N là 7 x 18. Đang cần tiền bán với cái giá là 19 tỷ các bạn. Từ đây vô đó rất là gần các bạn nha. Từ đây cái lô này vô trong này chỉ có 50 m nè. Trong đó các bạn, ngay ngã ba đó. Mình làm mấy cái thể loại video này thì ghi nó thực tế. Ngay ngã ba đó mình có lô 7 x 18, 126 m² đang bán với giá 19 tỷ. Ngay xe ô tô luôn. Thì đi bộ ra đây chỉ có 50 m à. Bạn thấy xe ô tô chạy thoải mái không? Khoảng công viên cây xanh rất là rộng. Bây giờ Tiến sẽ di chuyển ra công viên cho bạn xem. Hồi nãy mình chạy từ bên khu đô thị Him Lam chạy qua đây thì nó mất khoảng 4 phút các bạn. Do mình chạy chậm á, mình vừa chạy mình vừa quay mình nói. Thì trong cái khung thời gian timeline các bạn coi là đến cổng Sadeco Văn Sông á là mất 4 phút. Nhưng mà nếu mà chạy nhanh mà tập trung mà chạy chỉ có 2 phút 3 phút thôi rồi đến rất là gần. Đây là một cái nơi mà là nó gần trung tâm quận 1. Ở đây thì được cái là nó có sông nước bao quanh, khoảng công viên cây xanh nó rất là nhiều. Ở đây bầu không khí rất là sạch. Các bạn thấy trên khung hình không? Tìm ở đâu mà có cái khu dân cư, ở đâu mà có một cái khoảng mà công viên mà cây cỏ xanh tươi mà cây cối nhiều và sông nước bao quanh như khu dân cư ven sông Tân Phong 17 thì là hiếm tìm các bạn. Ở đây thì giá trị nhà đất đang dao động ở mức là nội khu 155 triệu đến 165 triệu một mét vuông các bạn. Đây là cái dòng sông Ông Lớn. Thì chiều thì thấy ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây đổ lên đây, chạy tới cây lên Bến Bình Đông và cặp vô chỗ cầu cảng ngay chỗ Trần Xuân Soạn, đưa trái cây lên thành phố bán rất là nhiều. Mà khoảng tầm chừng 4-5 giờ chiều các bạn, xe ghe thuyền chở trái cây từ các tỉnh miền Tây lên Sài Gòn bán. Mình cắt nhíp anh già đâu hay chụp hình cái khúc đó. Mà cái công viên ngay cái vòng cung đường số 12 giao đường 19 ngồi khu Sadeco ven sông. Các bạn thấy không? Tí nữa Tiến sẽ đưa góc máy quay vào cái khu biệt thự mà có dàn hoa giấy đẹp nhất khu này cho bạn coi. Và đi vào những nội khu. Những cái phim này thì quay nó thực tế và nó kể lại cái nhịp sống ở khu Sadeco ven sông như thế nào để cho khán giả coi cũng như là cảm nhận được cái khu tương lai mình muốn mua như thế nào. Phim này thì Tiến không render nha các bạn, Tiến sẽ up thẳng luôn và nó thực tế luôn. Nếu mà các bạn quan tâm đến nhà đất của khu này thì liên hệ ngay cho Tiến qua số điện thoại là 0983383509 nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào cái dàn hoa giấy để cho bạn thấy dàn hoa giấy ngay khu biệt thự đẹp nhất của khu này. Đây là đường số 12 giao với lại trục đường số 19 nội khu ven sông Tân Phong 17. Đẹp đó, khu này đẹp thiệt. Quay lại cái dàn hoa giấy cho các bạn thấy. Biệt thự này có dàn hoa giấy đẹp lắm. Đây các bạn, cái đây là căn biệt thự đường số 18 giao đường số 19. Có dàn hoa giấy đẹp lung linh luôn. Thấy không? Tìm ở đâu ra cái căn này. Cái căn này thì nắng lên nó để nổ hoa giấy đẹp thiệt. Đây là được xem là một cái căn biệt thự đẹp nhất khu này các bạn nha. Mình quay ở chế độ 5K luôn cho các bạn coi. Căn này là căn góc 3 mặt tiền, đường số 18, đường số 19 và đường số 17. Đây là những hình ảnh đầu khu các bạn. Làm những cái video vậy các bạn thấy về nội khu dân cư như thế nào để con mình coi mình cảm nhận những khu mình sinh sống. Còn đây là cái hướng đi ra ngay chỗ hồi nãy mình đứng ngay vòng ngay chỗ công viên bờ sông đó, chỗ đó đẹp nhất đó. Đây cái biệt thự đẹp nhất đây, quá đẹp luôn. Các bạn thấy nắng lên nó đẹp không, lung linh. Bây giờ mình di chuyển nó lấy xe đi ra ngay chỗ cầu Ông Lớn, qua cầu Ông Lớn rồi mình di chuyển vô lại nội khu mình đóng phim lại nha các bạn. Khu này ở thì mua để ở, kinh doanh hoặc là mở công ty văn phòng cũng được. Khu này khá yên tĩnh. Chúng ta đi ra công viên Cầu Ông Lớn. Cái cầu đỏ đỏ này các bạn là cái cầu Ông Lớn nha các bạn. Cái cầu này thì nó kết nối giữa quận 7 với quận 8 và đi về các hướng như là miền Tây lên Sài Gòn. Đi cao tốc Trung Lương đi hướng này các bạn nha. Đây là cầu Ông Lớn các bạn. Bên kia là khu Trung Sơn. Thì phim này thì mình ghi lại những cái hình ảnh thực tế, sau bên khu này mình ghi lại vậy để các bạn coi trên phim ảnh như thế nào để các bạn dễ hình dung hơn mà. Thì cố gắng sẽ quay hết tất cả những cái thước phim đầu khu và những cái hình ảnh về công viên bờ sông, khu dân cư ven sông Tân Phong quận 7. Các bạn coi, cái xuồng máy nó chạy lên kìa. Ở dưới kia đang chạy lên kìa. Đây là những hình ảnh đẹp. Vô tình nhiều lúc mình vô tình mình ghi lại những cảnh đẹp các bạn. Cái nước mà bay lên. Wow. Một nơi mà có nhiều khoảng cây xanh, sông nước bao quanh, nhà cũng đẹp nữa. Thôi chúng ta di chuyển vô nội khu các bạn, để các bạn coi trong hình ảnh trong nội khu như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển qua nội khu nè, để coi nhà cửa trong nội khu. Đây là căn biệt thự mà có dàn hoa giấy đẹp nhất ở đây. Trên con đường này thì ngay chỗ trước có ô tô màu trắng đi lại một tí. Tính cũng có một cái lô đất đang bán với cái giá là 155 triệu một mét vuông các bạn. Những cái hình ảnh bên trong nội khu tại trục đường số 18 khu biệt thự bên sông. Còn phía trước màn hình chúng ta là cái trường trung học cơ sở Tân Phong, nó tọa lạc tại khu biệt thự ven sông Tân Phong. Đây là trục đường số 15 điểm giao với là trục đường số 16. Đây là cái cổng phụ các bạn, cổng phụ trường trung học cơ sở của Tân Phong. Cổng chính nó nằm ở đường số 8. Làm những thể loại này thì ghi hình lại những cái hình ảnh thực tế cuộc sống tại khu ven sông, còn những hình ảnh nội khu để cho các bạn coi. Thì thẳng ra là chỗ đó là công viên bờ sông các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cái trục đường chính nội khu các bạn coi. Đây là cái trường trung học phổ thông Tân Phong nằm ở tại trục đường số 8 giao với là trục đường số 13. Đây là trục đường số 8 các bạn nè. Mình sẽ di chuyển chậm 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 các bạn coi nha. Đường khu này thì có giá trị rất là cao. Đây là trục đường chính nội khu có lùi giới lên đến 22 m. Thì đất ở đây thì đang có giá năm 18 thì 170 đến 180 mét vuông các bạn. Đường này thì cũng thích hợp với lại ở với lại mở văn phòng công ty kinh doanh mua bán.